Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Ông biện lý đỏ mặt, gật đầu đáp, thật vậy, đúng như tôi nghĩ. Một sư vuốt vào phòng, hai tay ngón bút măng và khô gầy, châm lửa đốt cây đèn dầu và trịnh trọng bưng để ngay giữa bàn. Trai anh mở vali ra, lấy mấy mối bao kỹ lưỡng để lên bàn. Đoạn anh khui chai rượu chát và cho mời má anh lên. Khi bà ngồi rồi, trai anh bèn rót đầy hai ly rượu, lấy trong cái hộp đựng sách ma già hai bổn đóng bìa toàn da và nói: đây là tác phẩm chót của con, quyển tiểu thuyết thứ 8. Hai bổn này là bổn in riêng trước tiên, và cũng như thường lệ, xin để dành kính tặng cha mẹ, và chúng ta uống rượu này khao mừng nó. Cũng một thư rượu chát hiệu Cáp Sa mình đã từng uống mỗi khi xuất bản 7 quyển tiểu thuyết trước. Ba má còn nhớ nỗi vui của con khi quyển thứ nhất chào đời chăng? Một sư đỡ lấy quyển sách trên tay con, kinh trọng như cầm quyển kinh thánh trên bàn thờ. Bà mẹ nhón tay cầm quyển sách để giữa bàn, nói: tay má dính vào mỡ mà không muốn làm dơ sách của con. Ryan quay qua đam nhanh nói: bổn thứ ba về phần anh. Một sư hôn trán con, đam nhanh siết tay chàng. Bà mẹ hôn con lên má, rồi kề tai nói nhưng rất to, cốt để mọi người nghe: mà chưa đọc mấy quyển kia, con đừng phiền, ba con có thuật lại cho má nghe hết rồi. Nhưng quyển này má muốn tự má đọc, mà không muốn khi chết rồi mà chưa có đọc trọn quyển sách nào của con viết. Ryan cảm động cụng ly với mọi người. Bà mẹ xin cứu để xuống bếp. Ryan bèn nói: má ở đây một chút nữa, con về đây còn một chuyện khác cũng quan trọng như vậy. Chàng về móc túi lấy một bao thơ đưa cho cha và nói: đây là tiền tác quyền cuốn sách của con, xuất bản kỳ thứ nhất. Con muốn mua một miếng đất tại làng Fontana mình để cất nhà ở. Gần ba má càng tốt, con sẽ ở suốt đời con. Một sư tươi cười lấy bao thơ để trên bàn. Bà mẹ vén giặt áo lau khoe mắt nói: mà chắc con nói cho vui lòng ba má thôi. Con có bao giờ ở đây được quá 3 ngày đâu. Lần nào con cũng tính ở cả tháng, mà mới 2-3 ngày thì lại đi. Có khi bạc hàng mấy tháng không thấy con về. Thưa phải, nhưng bây giờ con cất nhà mà. Trai danh có cha và bạn, anh thấy hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên, cho điều dự định của chàng là một việc khác thường. Bèn nói: ai cũng không tin tôi có thể thực hiện được chuyện ấy. Nhưng trong 2 năm nữa, cũng ngày này, nếu tôi còn sống, tôi sẽ mời tất cả đến nhà mới của tôi tại Fontana. Chừng đó mới tin tôi được. Hiện giờ tôi không nói thêm gì nữa. Ăn tối xong, mục sư hỏi con dự tính trước tác gì thêm. Ryan ngập ngừng trả lời: nội dung quyển tiểu thuyết tương lai của con sẽ là một chuyện thật. Phần văn chương của nó thì thuộc về phần kỹ thuật mà thôi. Các vai trong truyện của con có thật trong đời sống thực tế. Độc giả xem sách đều có thể gặp họ và chào hỏi họ ngoài đường. Con còn nghĩ muốn biên vào sách cả địa chỉ và số điện thoại của họ nữa. Mục sư cười hỏi: họ là những nhân vật nào mà con muốn đưa lắm quảng cáo như thế vậy? Họ là những người sống trên mặt đất. Cũng như Homer, con không thể đem cả 10 triệu người ra viết truyện, nên con chỉ lựa lối 10 người thôi. Không cần nhiều, nhưng họ sẽ sống một cuộc đời như tất cả những kẻ khác. Ông biện lý hỏi: có phải các nhân vật của anh sẽ được chọn theo một tiêu chuẩn khoa học để trình bày nhân loại đúng với bản tính của họ không? Không, các vai truyện tôi sẽ ngẫu nhiên chọn, không cần tiêu chuẩn khoa học. Việc gì xảy ra cho họ có thể xảy ra cho người khác, xê xích chút đỉnh thôi. Đó là những biến cố không ai thoát khỏi. Tôi không cần lựa người phi thường, chỉ chọn đại trong số 2 triệu người, những ai mà tôi biết nhiều hơn, một gia đình chẳng hạn. Và quyên tôi đây, ba má tôi và anh, người ở của ba tôi, vài người bạn và ít người láng giềng. Một sư mỉm cười và rót rượu. Ryan nói: tôi sẽ xếp chuyện của từng người. Trong những năm sắp tới, chắc có nhiều chuyện lạ kỳ. Tương lai dành cho mỗi chúng ta nhiều sự bi đát mà không sử sách nào nói đến. Ông biện lý nói: nếu tương lai quá đáng kinh khủng như anh nghĩ, thì tôi ước mong nó chỉ là ở trong truyện của anh mà thôi. Ryan đáp: chừng biến cố bi thảm xảy ra trong đời rồi, tôi mới viết vào truyện sao? Ông biện lý hỏi: vậy thì tôi cũng sống như giờ phút kinh khủng nữa sao? Anh biết rằng tôi có một cuộc đời trưởng giả không ai chú ý đến. Đời tôi trái hẳn với đời một người mạo hiểm phiêu lưu mà. Anh làm nhanh à, phần đông những người sống trên trái đất này đều không phải là người mạo hiểm, nhưng họ phải trải qua nhiều hoàn cảnh mạo hiểm mà chẳng một tác giả truyện truyện nào tưởng tượng được. Ông biện lý mỉm cười hỏi: và chuyện gì dữ dội sẽ xảy ra mà kích động như thế?
Thôi đừng mỉa mai nữa anh à, tôi cảm thấy vừa có một biến cố nghiêm trọng xảy ra xung quanh ta. Tôi không rõ nơi đâu, chừng nào và bao lâu mới dứt, nhưng tôi cảm thấy nó có, và chúng ta sẽ bị lôi cuốn trong trận giông tố nhiễu loạn, làm nát thịt tan xương hết người này đến người khác. Tôi linh cảm biến cố ấy như một chiếc tàu sắp chấm chìm, mà chỉ có đàn chuột thoát được thôi khi chúng vụt chạy tứ tung. Có khác một điều là tôi không biết trốn vào đâu. Trên thế giới này không có nơi nào cho chúng ta ẩn trốn được. Anh muốn ám chỉ cho biến cố nào vậy? Nếu anh muốn, anh có thể gọi là một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng khổng lồ phi thường, và tất cả con người đều là nạn nhân. Vẫn chưa tin lời nói của trai anh là thật. Ông Biện Ly hỏi, vậy chừng nào nó xảy ra? Cuộc cách mạng đã bùng nổ rồi bạn à. Dù bạn có mỉa mai nghi ngờ thì nó cũng đã khởi mào rồi. Ba tôi, má tôi, anh tôi và mấy người khác sẽ lần lượt ra nguy tai, nên ráng tìm cách tự cứu. Ẩn trốn đi, con người đã khởi sự lẩn trốn như thú rừng chạy tìm chỗ ẩn khi biết cơn giông bão sắp đến. Phần tôi muốn rút về làng, phe cộng sản cho rằng phe độc tài chịu trách nhiệm, và mối nguy tai chỉ có thể tránh được khi nào tiêu diệt hết bọn độc tài. Nhóm quốc xã muốn cứu lấy mình thì phải giết dân Do Thái. Nhưng đây chỉ mới là triệu chứng của nỗi lo âu của con người trước hiểm họa. Hiểm họa tuy nhiên thì ở đâu cũng vậy, chỉ có sức phản ứng của loài người trước nguy cơ là khác nhau thôi. Hiểm họa to tát nào hăm dở chúng ta vậy anh? Tình nô lệ kỹ thuật, điện lực, anh cũng biết nó rồi. Tình nô lệ kỹ thuật là tay sai đắc lực, mỗi ngày giúp chúng ta muôn ngàn việc mà ta phải cần đến luôn, không thể thiếu được. Nó đẩy xe hơi ta chạy, cho ta ánh sáng, đem nước ta tắm giặt, đấm bóp ta, thuật chuyện vui cho ta nghe khi ta dặn nút máy phát thanh. Nó phóng đường dời nối. Tôi nghĩ đây là một lối cẩn dụ ngữ nên thơ thôi. Đây không phải là ẩn dụ ngữ anh à. Tình nô lệ kỹ thuật là thật sự, sự hiện có của nó không chối cãi được. Tôi không phủ nhận sự kiện có của nó, nhưng tại sao anh gọi nó là tên nô lệ kỹ thuật, trong khi nó chỉ là một sức mạnh cơ giới thôi? Người nô lệ thời cổ, người nô lệ nhân lực, bạn của tên nô lệ kỹ thuật, bị người La Mã và Hy Lạp xem như một sức mạnh mù quáng, một động vật vô giá. Họ cũng bị bán, bị mua, bị biếu làm quà và bị giết chết được. Họ chỉ được đánh giá theo sức mạnh của bắp thịt và khả năng làm việc thôi. Cũng giống như một thứ tiêu chuẩn giá trị mà ta dùng nay mai cho tên nô lệ kỹ thuật. Khác xa lắm chứ, ta không thay thế một người nô lệ nhân lực mà một tên nô lệ kỹ thuật. Sao lại không? Đúng là ta đã làm được chuyện ấy. Và tên nô lệ kỹ thuật lại tỏ ra ngăn nắp và ít tốn kém hơn người nô lệ nhân lực. Trước hết, nó khởi sự thay thế rất mau chóng công việc làm của người nô lệ nhân lực. Tàu thủy thay thế thuyền chèo. Ngày nay, tàu chạy bằng sức mạnh của các tên nô lệ kỹ thuật, chứ đâu có do người nô lệ chèo chống nữa. Tối đến, nếu người giàu có mướn đầy tớ cho thêm sang trọng, thì cũng không cần vỗ tay để thấy tên đầy tớ cầm đèn sáp bưng lên như thổi xưa ở La Mã hay Athens, mà chỉ dặn nút là tên nô lệ kỹ thuật thắp đèn sáng trong căn phòng. Tên nô lệ kỹ thuật sưởi ấm nhà, nấu nước tắm, mở cửa sổ, tạo nên gió lùa cho có thoáng khí. Nó còn tiện lợi gấp mấy lần bạn đồng nghiệp nô lệ nhân lực của nó. Dễ sai, dễ biểu, không biết nghe ngóng, không dòm ngó gì. Tên nô lệ kỹ thuật chỉ có mặt khi ta cần đến nó thôi. Nó đem thơ tình của bạn trong nháy mắt, và cho đến tiếng nói của người yêu bạn cũng nghe chỗ tận xa. Những tên nô lệ kỹ thuật thật là những đầy tớ hoàn toàn. Nó cài ruộng, đánh giặc, làm cảnh sát, làm việc hành chánh. Nó học tất cả ngành hoạt động của người và thi hành hoàn mỹ. Nó làm toàn trong phòng văn, chải gỡ, hát múa, bay trên không, lặn dưới nước. Nó cũng trở thành viên hành hình kẻ thử tội. Trong nhà thương, nó chữa lành bệnh nhân cảnh bác sĩ. Và nơi thánh đường, nó cũng giúp mục sư cử hành lễ Misa. Ryan ngừng một chập, nhấp chút rượu. Ngoài trời, mưa vẫn đều đều rơi. Chàng nói tiếp, tôi xin kết thúc nghị luận lạc đề này. Phần tôi xin thú thật, mặc dù bề ngoài tôi chỉ ở một mình, tôi vẫn có xung quanh tôi những tên nô lệ kỹ thuật luôn luôn sẵn sàng phụng sự và giúp đỡ tôi. Nó đốt thuốc tôi hút, thuật cho tôi nghe tin tức thế giới, soi sáng đường tôi đi ban đêm. Đời tôi theo nhịp cử động của chúng nó làm bạn đồng hành với tôi hơn tất cả những người khác. Tôi có thể hy sinh cho chúng nó, vì thế nên tôi không ở lâu lại dùng Fantana này, nhà tôi vừa trách móc. Mấy tên nô lệ kỹ thuật của tôi còn chờ tôi ở Bucharest.
chúng ta ngày nay giàu hơn các bạn đồng nghiệp chúng ta hồi 2.000 năm trước. Hồi đó họ chỉ có vài chục tên nô lệ kỹ thuật, chúng ta lại có cả trăm cả ngàn. Và hiện giờ tôi xin hỏi, ước được bao nhiêu tên nô lệ kỹ thuật đang hoạt động trên trái đất này? Ít nhất cũng vài chục tỷ. Và có bao nhiêu người? Ông Biện Lý đáp, 2 tỷ người ta. Đúng vậy, con số đông hơn của các nô lệ kỹ thuật trên mặt đất thật vô cùng to tát. Nếu kể đến việc những tên nô lệ kỹ thuật nắm các then chốt tổ chức trật tự xã hội ngày nay, thì nguy cơ thật rõ rệt. Nói theo thuật ngữ quân sự, các tên nô lệ kỹ thuật nắm trong tay các yếu điểm dụng binh trong xã hội. Binh bị, giao thông, lương thực và kỹ nghệ, đó là chỉ kể sơ mấy điểm quan trọng. Các tên nô lệ kỹ thuật hợp thành một giai cấp vô sản. Nếu ta hiểu theo nghĩa đen chữ này, giai cấp vô sản là một nhóm trong xã hội ở một giai đoạn lịch sử, nhóm đó không được nhập chung với xã hội. Dân ngoan của các tên nô lệ kỹ thuật ở trong tay loài người. Tôi không viết một quyển tiểu thuyết kỳ dị, nên vì thế tôi không diễn tả một ngày kia khi các tên nô lệ kỹ thuật nổi dậy bắt nhốt loài người vào trại giam như thế nào, thủ tiêu họ trên đoạn đầu đài hoặc trên ghế điện ra làm sao. Những hành động cách mạng bạo tợn ấy là việc làm của loài người, của các tên nô lệ nhân lực. Tôi chỉ diễn tả những chuyện có thật, và trong thực tế, giai cấp nô lệ kỹ thuật ấy làm cách mạng mà không mang đến những chướng ngại vật như các đồng chí nô lệ nhân lực của chúng nó. Trong xã hội hiện tại, các tên nô lệ kỹ thuật chiếm phần đại đa số. Việc này phải thấy rõ ràng, trong khuôn khổ của xã hội loài người, chúng nó lại hành động theo kỷ cương cố hữu của chúng, khác hẳn với pháp luật đặc biệt của chúng. Tự động tính, trạng thái nhất trí và vô danh. Một xã hội có đến vài chục tỷ tên nô lệ kỹ thuật nhưng chỉ có độ 2 tỷ người. Dẫu rằng loài người cai trị xã hội ấy đi nữa, tất nhiên xã hội ấy sẽ có tính cách một đại đa số, giai cấp vô sản. Hồi thời đại dân Rumani thở xưa, người nô lệ nhân lực biết nói năng, cầu khổng và sống theo tục lệ của họ. Họ là dân xứ Hy Lạp, xứ Thrace, hoặc của các xứ bị chiếm khác, bị bắt đem về La Mã. Các nô lệ kỹ thuật của xã hội chúng ta ngày nay cũng giữ bản tính đặc biệt của chúng và sống theo kỷ cương tổ chức của chúng. Bản tính ấy, hay nếu anh muốn, sự thật ấy hiện có trong khuôn khổ xã hội chúng ta. Ảnh hưởng của chúng càng lúc càng rõ rệt. Con người muốn cho chúng phụng sự mình, bắt buộc phải biết và bắt chước những thói thường và luật tắc của chúng. Mỗi chủ nhân đều cần phải biết chút ít ngôn ngữ và phong tục của người giúp việc mình để điều khiển họ. Hầu hết luôn luôn như vậy. Khi kẻ chiếm cứ thuộc thiểu số thì phải học tiếng nói và theo tục lệ của dân tộc bị chiếm để được thuận tiện hoặc vì lợi ích thiết thực. Họ làm đúng vì họ là kẻ chiếm cứ và là chủ nhân quyền thế. Lối quá trình diễn tiến ấy cứ bành trướng mãi trong khuôn khổ xã hội ta, mặc dù ta không chịu nhìn nhận. Ta học lề lối về cách nói năng của người nô lệ ta để điều khiển được chu đáo. Và như thế, lần lần ta rời bỏ bản tính con người và luật lệ của ta mà ta không để ý đến. Ta tự bỏ nhân bản mình để chịu theo lề lối đời sống của mấy tên nô lệ kỹ thuật của chúng ta. Triệu chứng đầu tiên của sự giảm hạ nhân bản ấy là sự khinh rẻ con người. Người văn minh ngày nay biết rằng mình và đồng loại là những phần tử có thể thay thế dễ dàng. Xã hội hiện đại đã liệu tính một người phải dùng đến vài chục tên nô lệ kỹ thuật, tất phải tổ chức và điều hành theo luật tắc kỹ thuật. Đó là một xã hội thành lập tùy theo nhu cầu cơ giới, chứ không phải tùy theo nhu cầu nhân sinh. Và đến đây là khởi đầu tân bi kịch. Loài người bắt buộc phải sống và cư xử theo luật tắc kỹ thuật, khác hẳn với luật pháp nhân loại. Khi luật của cơ giới đã được cất nhắc lên luật xã hội, ai mà không theo sẽ bị trừng phạt. Kể con người sống theo tính cách thiểu số thì với thời gian sẽ thành một thiểu số giai cấp. Họ sẽ bị loại ra ngoài xã hội của họ, cái xã hội mà từ rày về sau họ không thể gia nhập nếu không chịu rời bỏ địa vị con người của họ. Do đó nảy sinh nơi họ một mặt cảm tự ti, họ muốn bắt chước kỹ thuật cơ khí và bỏ rơi đặc tính nhân loại của mình để đừng bị cách biệt khỏi mấy nơi trung tâm hoạt động xã hội. Và cuộc tách liền lần hồi ấy thay đổi tâm tính con người khi họ quên luôn tình cảm, xã giao, con người tiết giảm đến thành quả quyết, chính xác và tự động như các bộ phận ăn khớp nhau trong một cái máy. Nhiếp đà và ngôn ngữ của các tên nô lệ kỹ thuật được bắt chước trong giới xã giao hành chánh, hội họa, văn chương, khiêu vũ, con người biến thành con két của mấy tên nô lệ kỹ thuật. Nhưng đến đây mới là khởi đầu thảm kịch mà thôi.
ấy là lúc khởi sự quyển tiểu thuyết của tôi, nghĩa là đời sống của ba tôi, của má tôi, của anh của tôi và của mấy nhân vật khác. Ông biện lý vẫn hỏi một cách ngạo nghễ, nghĩa là chúng ta trở thành người máy hết. Chính vì đó mà bi kịch xảy ra, ta không thể biến thành máy móc được. Cuộc đụng chạm giữa hai thực thể, máy và người nổ bùng, cả tên nô lệ kỹ thuật thăng trận, chúng nó sẽ tự giải phóng và trở thành công dân kỹ thuật của xã hội chúng ta. Và chúng ta là loài người, chúng ta sẽ thành giai cấp vô sản của một xã hội, tổ chức theo nhu cầu và văn hóa đại đa số công dân, nghĩa là của công dân kỹ thuật. Ông biện lý hỏi, theo thực tiễn, cuộc đụng chạm sẽ như thế nào? Tôi cũng tò mò muốn biết, song đồng thời tôi sợ. Tôi muốn thà chết trước hơn là phải chứng kiến bị hành hình trên thập tự giá, tôi và các đồng bào của tôi. Anh nghĩ đến những chuyện chắc chắn có thiệt à? Tất cả những biến cố đã xảy ra trên mặt đất và sẽ xảy ra trong những năm sắp tới đều chỉ là triệu chứng và biến tượng của cùng một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng của các tên nô lệ kỹ thuật, kết cục con người không thể sống thành xã hội được. Khi còn giữ đặc tính nhân bản của mình, họ sẽ được xem ngang hàng nhau, y nhau và được đối xử theo một thứ luật pháp đã áp dụng cho các tên nô lệ kỹ thuật, không chút nhân nhượng nào hợp với tính chất con người nữa. Sẽ có những cuộc bắt bớ tự động, những cuộc giải trí tự động, những cuộc xử tội và hành quyết tự động. Con người chẳng còn quyền cá nhân được sống, sẽ bị coi như một bộ phận trong máy móc và sẽ bị chế giễu nếu họ muốn sống riêng biệt cá nhân. Anh có thấy một bộ phận của máy móc cử động riêng rẽ được không? Cuộc cách mạng ấy sẽ thực hiện tràn khắp thế giới. Ta không còn trốn tránh đâu được, trong rừng sâu hay trên quang đảo, không chỗ nào được hết. Chẳng một nước nào có thể bảo vệ ta. Tất cả những đạo hình trên thế giới, gồm những binh sĩ đánh giặc mướn, chỉ chiến đấu để củng cố cái xã hội cơ giới mà nơi xã hội ấy con người cá nhân bị loại trừ. Hồi xưa đến giờ, quân binh đánh nhau để chinh phục thêm đất đai tài sản, đánh nhau vì dinh dự tổ quốc, vì quyền lợi riêng tư của vua chúa, không ngoài cứu cánh xâm lược hay chiêm thế lực. Đó là mục đích của loài người. Ngày nay thì quân binh đánh giặc để giữ quyền lợi cho một xã hội mà họ chỉ có vừa đủ quyền sinh sống. Họ như những người của giai cấp vô sản thở xưa. Có thể đây là một thời kỳ lịch sử đen tối nhất của loài người. Chưa bao giờ con người bị khinh khi đến thế như trong những xã hội dã man. Một người bị đánh giá rẻ hơn một con ngựa. Chuyện ấy ngày nay còn thấy nơi vài giống dân hoặc nơi một vài cá nhân. Có phải anh mới thuật cho tôi nghe một nông dân vừa giết vợ mà không chút hối hận, lại muốn tự tử vì nghĩ đến những chuyện không ai cho ngựa anh ta ăn uống trong lúc anh ta ngồi tù chăng? Cách làm giảm giá trị con người trong xã hội thời cổ là như thế. Dùng con người làm vật hy sinh, cúng tế là việc thông thường. Trong xã hội hiện đại, việc hy sinh người lại còn không đáng nhắc đến vì nó quá ư tầm thường. Mạng người chỉ có giá trị khi dùng làm nguồn năng lực. Các tiêu chuẩn giá trị đều toàn tính theo khoa học. Đó là luật của nền kỹ thuật mang rợ đen tối của chúng ta. Chúng ta sẽ đi đến tình trạng ấy khi các tên nô lệ kỹ thuật toàn thắng. Vậy cuộc cách mạng mà anh tiên đoán đó chừng nào sẽ xảy ra? Nó đã xảy ra rồi anh ạ. Chúng ta sẽ tham gia vào sự bành trướng của nó. Phần đông chúng ta sẽ không sống sót được. Tôi rất sợ không bao giờ viết xong quyển sách này được. Bởi vì tôi cũng chết mất nữa. Anh thật bi quan quá sức. Tôi là một thi sĩ, tôi có một giác quan mà người thường không có, và nhờ đó tôi thấy được tương lai. Thi sĩ là một nhà tiên tri. Tôi rất buồn mà thấy tôi là người đầu tiên đã nói ra trước nhất một chuyện não lòng như thế. Song sứ mạng thi sĩ của tôi bắt buộc tôi phải nói. Tôi phải kêu la lớn lên để có tiếng vang khắp chốn, dầu là chuyện không vui tai chút nào. Anh tin chắc chuyện anh là thật chứ? Khổ thay, tôi tin chắc lắm. Tôi chỉ tưởng là anh viết văn thôi, không phải văn chương suông đâu. Mỗi đêm tôi đều chờ việc gì xảy đến cho tôi.